Trong những năm gần đây, ở nước ta, những cụm từ như mãn dục nam, suy giảm sinh lý bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. Bởi người ta đã phần nào thấy được ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng của đấng mày râu. Có nhiều nguyên nhân khiến nam giới lâm vào trạng thái không mong muốn này. Và một trong những cơ sở sinh học quan trọng chính là sự suy giảm nồng độ testosterone trong cơ thể. Testosterone là nội tiết tố nam quan trọng nhất, được tiết ra chủ yếu ở tinh hoàn. Nồng độ testosterone trong máu thay đổi trong ngày, cao nhất vào buổi sáng, thấp nhất vào buổi đêm. Lượng testosterone đạt đỉnh cao trong giai đoạn dậy thì và giảm dần sau tuổi 30. Đặc biệt, từ 40 tuổi trở đi, tốc độ giảm cao hơn hẳn, làm cho cơ thể người đàn ông có nhiều biến đổi sâu sắc. Nội tiết tố testosterone, người ta gọi là nội tiết tố nam đấy, thì nó rất là nó đối với vai trò nó do cái tế bào của tinh hoàn, tế bào lytic của tinh hoàn tiết ra, và nó cao hơn nếu mà nam thì cái số đấy rất nhiều. Chủ yếu là tiết ở nam mà, thì nam rất nhiều, còn nữ thì tỷ lệ rất là thấp. Thế là nó làm cho cái nội tiết tố đó, nó làm cho người con trai thực sự đàn ông lên. Ví dụ như là làm cho người ta tính tình mạnh mẽ này, rồi là phát triển cơ bắp này, rồi là phát triển các bộ phận sinh dục nam. Thế cho nên nếu mà người nào mà thiếu nội tiết tố mà con trai mà không có nội tiết tố đó thì nó thành là nữ. Cho nên là có vai trò rất quan trọng đối với nam. Ngày nay, có rất nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là tăng cường sinh lực phái mạnh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của nam giới. Nhưng trên thực tế, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh lý của mỗi người. Trước hết cần khẳng định rằng trong thực phẩm không có testosterone mà chỉ có thực phẩm giúp cơ thể tăng cường sản sinh loại nội tiết tố này. Sự sản xuất hormone testosterone phụ thuộc vào lượng kẽm, vitamin B và vitamin E có trong cơ thể. Do đó, mặc dù không chứa testosterone, nhưng một số loại thực phẩm vẫn có thể giúp nâng cao đời sống sinh lý của các quý ông. Thế trong một số thực phẩm chứa cholesterol này, thực phẩm chứa các vitamin như vitamin B1, B6, rồi là B5, hay chứa vitamin A, vitamin E, chứa kẽm, chứa các axit béo thiết yếu, những thực phẩm đó thì đều giúp cho quá trình tổng hợp testosterone trong cơ thể nam giới tốt hơn. Hải sản này, ví dụ như sò chẳng hạn, người ta hay nói rất nhiều đúng không ạ? Vì trong sò chứa kẽm rất là nhiều, rồi là trứng, các loại rau củ quả tươi thì đều có tác dụng kích thích tiết testosterone. Loại thực phẩm đầu tiên cần kể đến đó là hàu. Hàu từ lâu vẫn được mệnh danh là thực phẩm dành cho phái mạnh vì hàu chứa một lượng lớn chất kẽm có tác dụng làm tăng lượng testosterone trong cơ thể. Kẽm là nhân tố thiết yếu cho nhiều quá trình trong cơ thể. Nó giúp tạo các tế bào mới, tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ chức năng não và đóng vai trò tích cực đối với sức khỏe của hệ sinh sản ở nam và nữ, tăng sản xuất testosterone. Ngoài ra, hàu còn là nguồn cung cấp phốt pho, protein, vitamin D. Một số chất để làm tăng, tức là gọi thực phẩm chức năng để tăng khả năng tình dục. Và các bạn thử sử dụng xem, ăn hàu là một thứ cũng rất tốt. Loại thực phẩm thứ hai trong nhóm thức ăn động vật đặc biệt tốt cho sinh lý nam giới
đó là cá da trơn như là cá hồi, cá mòi. Những chất béo thiết yếu như axit béo omega 3 cũng như những chất béo bão hòa rất cần thiết cho việc sản xuất testosterone một cách bình thường. Cá hồi và cá mòi là nguồn dồi dào omega 3, đồng thời còn cung cấp vitamin nhóm B như B5, B6, B12 là những vitamin thiết yếu cho quá trình sản sinh testosterone ở nam giới. Ngoài ra, cá hồi còn chứa nhiều vitamin A và kẽm, tất cả đều rất quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe sinh sản ở nam giới. Và trong đó thì thiếu kẽm cũng là một trong những nguyên nhân mà làm giảm tiết testosterone. Thế chính vì vậy là cái vi chất kẽm cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với nam giới. Thế thì trong những cái thực phẩm ăn như vậy thì chúng ta phải ăn những thực phẩm có nhiều kẽm. Thì ví dụ như là con ngao, con hàu, thịt gà, thịt lợn nạc đấy. Thế rồi ăn những cái đồ hải sản biển chẳng hạn đấy. Thì những cái thực phẩm mà chứa nhiều kẽm, không thậm chí còn cái thì cũng là những cái có thể tăng cường tiết sinh testosterone và tăng cường sinh, để là vì chính testosterone thì lại kích thích tinh hoàn sản xuất ra tinh trùng đấy, thì đấy là những cái yếu tố mà dùng cái nội tiết tố này có thể tăng cường lên thì sẽ làm tăng cái nam giới tính lên và làm cho con người nam giới nhất những người nào thì sẽ khỏe mạnh hơn mà không mắc các cái bệnh rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường, cao huyết áp hoặc là bệnh tim mạch. Ngoài các loại hải sản thì trứng, đặc biệt là trứng vịt lộn, cũng là loại thực phẩm tốt cho nam giới. Hàm lượng cholesterol có ích và kẽm trong trứng rất dồi dào. Đây là những chất giúp cơ thể sản xuất và duy trì mức testosterone cần thiết. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn chứa nhiều protein, cũng là chất cần thiết để tăng cường sinh lực đàn ông. Khi đã dinh dưỡng cho cơ thể không đầy đủ thì cung cấp năng lượng cho cơ thể cũng không đầy đủ. Và dinh dưỡng để nuôi các cơ quan trong cơ thể như hệ sinh sản cũng không đầy đủ. Cho nên sự phát triển và lớn lên dần để thụ tinh của trứng hoặc tinh trùng cũng không đạt đến độ mỹ mãn của cơ thể. Đấy, cho nên là trước đây chúng ta thấy rằng đặc biệt những năm là khó khăn về kinh tế, người ta sẽ bồi dưỡng thịt, cá, vân vân. Nào, những thức ăn là trứng đấy. Đối với nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đầu tiên phải kể đến là măng tây. Măng tây rất giàu vitamin E, là một chất kích thích sản xuất testosterone. Đặc biệt, việc tiêu thụ vitamin E cũng giúp nam giới phòng chống căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Không biết từ bao giờ và xuất phát từ đâu mà nhiều người lại cho rằng giá đỗ không tốt cho nam giới. Đây là suy nghĩ sai lầm vì trên thực tế, giá đỗ và các loại hạt nảy mầm rất giàu vitamin E, một loại vitamin rất cần thiết cho phái mạnh. Chúng tôi cũng muốn nói một cái thông tin, thực ra là vì rất nhiều người ta quan niệm là ăn đậu tương thì sẽ làm giảm yếu tố của nam giới. Thế khi chúng tôi sang Nhật, tôi hỏi một giáo sư Nhật về dinh dưỡng ăn rất nhiều đậu tương thì chúng mà họ vẫn bình thường khỏe mạnh mà ngày nào cũng ăn. Chúng tôi hỏi là thế có ảnh hưởng gì không? Không, chả ảnh hưởng gì cả. Và quan niệm sai lầm của mình là ăn đậu tương để ảnh hưởng chức năng nam giới, rất nhiều người là kiêng. Chúng ta đều biết là những các cái loại vitamin như là vitamin E ấy, thì những cái thực phẩm nào mà giàu vitamin E là những cái thực phẩm có thể giúp tăng cường tiết testosterone. Nếu tôi lấy ví dụ như là các cái hạt mầm như là hạt giá đỗ này,
hay là hành tây này, đấy, ăn há đỗ, ăn hành tây, đấy, ăn những cái thực phẩm đấy thì là có thể có tác dụng tăng cái kích thích các cái testosterone. Một số loại hoa quả cũng giúp ích trong việc sản sinh testosterone của cơ thể. Đầu tiên phải kể đến đó là chuối. Chuối là nguồn cung cấp kẽm và các loại vitamin B. Vì chúng ta béo bụng thì đấy là cũng làm giảm tiết testosterone, và ngược lại thì giảm những người giảm tiết testosterone thì chính là những người có dễ bị tim mạch mắc những bệnh này.